đầu biết đến dòng sản phẩm dạ thảo nguyên này ấy, thì em xin chia sẻ cái này là coi như em kể một câu chuyện bản thân em để cho các chị em và mọi người biết đến là cái dòng sản phẩm mà chúng ta đang là sở hữu, chúng ta đang là dùng đây thì rất là hay và rất là muốn lan tỏa được cái dòng sản phẩm này cho rất là nhiều người được biết ạ. Thì em bản thân em là một người chảy máu chân răng và bị sâu răng, viêm họng hạng, viêm hốc mủ, em bị viêm amidan hốc mủ ở bên cả nhà và em bị ê bút chân răng. Vì em có cái nỗi đau là em muốn khỏi chảy máu chân răng này, em muốn khỏi ê bút chân răng và em muốn khỏi sâu răng. Thì em cũng đã tìm được rất là nhiều dòng sản phẩm và em đã có dùng rất là nhiều loại rồi nhưng mà em không khỏi. Không khỏi thì tình cờ em có được xem cái buổi mà chia sẻ phát trực tiếp của một cái bạn ở gần nhà. Và cái sản phẩm của mình này thì em cũng đã quan tâm nhưng mà em cũng nghĩ là chắc nó cũng chỉ là cái thuốc hàng bán trên mạng thôi. Thì em cũng không có nghĩ là nó sẽ khỏi nên em cũng không có hỏi bạn đấy để mua để dùng. Thì tình cờ hôm đấy thì bạn ấy phát live stream lên thì có cái buổi chia sẻ đó thì là có hai thủ lĩnh lên chia sẻ. Thì em nghe thì em thấy là rất là hay và tự dưng em cuốn hút vào cái dòng sản phẩm này. Lúc đấy em chưa dùng sản phẩm đâu nhé, em tự dưng em cảm thấy là cái dòng sản phẩm này nó hoàn toàn là từ thiên nhiên như thế mà tại sao mình không thử, mình không trải nghiệm nhỉ? Nhưng mà em vẫn đắn đo, vẫn sợ vì em đã dùng rất nhiều sản phẩm mà không khỏi cái tình trạng sâu răng với đây bút chân răng của em rồi, đến lại chảy máu chân răng của em là cái dạng viêm lợi và viêm nặng đấy, thế là em đi đường tự dưng cái máu chân răng của em nó cũng chảy ra luôn, nó không có nó chảy máu chân răng, nó cứ tứa ra máu ra thì cái máu đỏ hồng luôn thế vậy. Thì khi em làm nhiều việc lắm trên Bình Phước, em thì ở Nam Định, em vào Bình Phước em sống 15 năm trên Bình Phước rồi. Thì em bán đủ thứ luôn, buôn bán đủ thứ và đi làm nương làm rẫy làm đủ thứ. Thì em có lấy hải sản ở Nam Định và em đi bán, thì tình cờ thì em gặp chị cùng đi điện, thì em có bán cho chị đi là bán cá cho chị. Thì em vào em thấy nhà chị chất đầy tinh dầu lên, thì em mới thấy bảo là ôi nhà chị có cái sản phẩm này em đang quan tâm đấy, thì nó có dùng nó có khỏi không chị? Thì chị ý cũng có tư vấn và em còn lấy một chai để em dùng thử. Em lấy một chai để em dùng thử. Em nói thật với cả nhà nhé, khi em dùng đến ngày thứ hai em cảm giác cái mùi của nó không chịu nổi, cứ đánh răng sau nó mùi gói nó cứ nôn vẹn hết ra. Thì em nghĩ là chứ khó sử dụng mà như thế này thì em chắc em không có sử dụng nữa, em định từ bỏ, em không muốn dùng nữa. Nhưng mà mình nghĩ là mình đang là bị chảy máu chân răng và đang bị sâu răng sau, mình đang rất là đau rồi thì mình muốn sử dụng. Thế là em kiên trì sau một tuần em sử dụng ấy thì răng em êm đi, nó không đau nhức nữa. Nó em bị sâu răng 4 cái răng sâu rồi còn lỗ luôn cả nhà, mà em đã đi nhổ mất 2 chiếc rồi, còn 2 chiếc vẫn còn đau sưng. Thế là lúc em mới sử dụng tinh dầu nhà mình, em cũng đánh răng xúc miệng rồi em cũng nhỏ tăm bông rồi em cũng chấm trực tiếp vào mình cái răng sâu đó, thì dần dần em cảm thấy nó rất là êm, mùi rất là dễ chịu. Và rồi tự dưng cái chảy máu chân răng của em hết từ lúc nào em hay luôn, rồi cái ê bút nó cũng hết luôn. Nếu mà mọi khi thì em chỉ cần uống một tí nước đá thôi là cái răng của em là cái chỗ ê bút nó ê lên tới óc luôn và răng sâu. Một là mình ăn uống nước đá, hai là mình ăn kẹo đó, ăn cái đồ ngọt thì là răng sâu nó cực kỳ là nó khó chịu, kéo lên tới óc luôn, mình không thể chịu nổi. Nhưng mà khi mình dùng cái sản phẩm này rồi ấy, thì mình thấy tự tin hẳn lên cả nhà. Và em đã dùng xong là lúc em thấy cái sản phẩm này hay, em muốn nâng tờ cái sản phẩm này. Thì em đầu tiên em không nghĩ đến kinh doanh đâu, em chỉ nghĩ là mua về cho gia đình dùng và em giới thiệu cho hàng xóm dùng thôi. Thế là em có ra chị nhận em lấy 5 chai về, thì em về em chia sẻ cho hàng xóm 2 chai liền, em gửi về cho bố mẹ, cho người nhà thì em dùng. Thế là lúc mọi người cho phản hồi tốt thì lúc đấy là em quyết định nhập tinh dầu và em chia sẻ.